Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi channel Tiểu bang Arizona, nơi chia sẻ cuộc sống, ẩm thực và văn hóa của cộng đồng Việt Nam chúng ta ha. Hôm nay mình mới đi làm ra cho nên hôm nay muốn làm một cái video đó. Thì tiện thể đây suy nghĩ ra một ý tưởng, nói chung là cũng nhiều người cần thiết biết đến đó. Mà nếu mọi người biết thì khi mình qua Mỹ thì cái bằng lái xe là cái yếu tố quyết định để mình có cuộc sống ổn định ha. Thì cái chiếc xe nó là giống như cái chân của chúng ta. Cho nên nhiều người mình biết có nhiều người sống ở nước Mỹ hơn gần cả cuộc đời mà không biết đổ xăng nha. Hơn 40 năm sống ở nước Mỹ mà không biết đổ xăng. Chỉ cứ chạy thôi, còn lại con cái lo ha. Cho nên nhiều người không có biết. Hôm nay tiện thể xe nó cũng hết xăng, sắp hết xăng thì mình phải đi đổ, cho nên tiện thể quay cho mọi người biết cách đổ xăng nó như thế nào thôi. Thực ra đơn giản lắm, bên Mỹ là rất là đơn giản, hay không có gì mà gọi là phức tạp hết. Chẳng qua mà họ sợ và họ cũng ngại, cho nên họ không có biết tiếng Anh, họ sợ thôi. Chứ ba mình chỉ vài lần, một lần không được, hai lần không được, ba lần không được, bốn lần được, làm hoài thì nó nhớ thôi. À, tiền thể đây thì đổ xăng nha. Thì tiền thể cũng nói cho mọi người, xăng nước Mỹ hiện tại nó đang là một trong những nơi mà giá xăng rẻ nhất thế giới ha. Giá xăng Cali thì mình không biết, nhưng giá xăng ở tiểu bang mình là 2 đồng 3 2 đồng 4, xăng 9 xăng 87 đó. Dầu thì chắc mình không biết, tí nữa quay giá cho mọi người xem ha. Bây giờ là đi nha, đi tới coi xăng nha. Thường thường mình đổ cây xăng có chữ K á, K á, mà không biết đọc tiếng Anh nó đầy đủ nó là gì, mình chỉ nhớ mà cái biểu tượng mà chữ K ở bên này á. Rồi ha, rồi bây giờ đi nha. Đi làm về tới nhà rồi, giờ bắt đầu mình phải đi tới cây xăng ha. Nói chung là nhà mình tới cây xăng thì gần, chỉ có vài phút thôi, 3 hay 4 phút thôi, gần. Nên quay đoạn đường đi cho mọi người xem luôn cho vui. Chứ thực ra thì trời hôm nay đẹp thiệt. Hôm qua trời u ám, hôm nay trời đúng là đẹp. Tiện thể quay giới thiệu luôn nha, mọi người cách đổ xăng. Thực ra cái này dành cho những người mới qua và những người sống ở Mỹ mà chưa biết cách đổ xăng á. Chứ nói thật chứ nhiều người bên này họ sống nhưng mà họ không có biết đổ xăng. Đó thì không phải là mình nói nó quá đâu, có đó, nhiều người sống mấy chục năm đây mà không biết cách đổ xăng. Rồi tới, qua đèn đỏ đèn xanh đây là tới à. Chạy xe thì ngắn vậy cho mình đi bộ hơi bị xa đó. Mọi người hôm nay thấy trời đẹp ha. Trời sáng, hiện tại bây giờ là 5:30. 5:30 chiều á. Trời rất là thấy xanh, mây trắng rồi, trời trong xanh, đồ đẹp thiệt. Này là đi chơi đi chơi đi du lịch là mùa này, trời này là rất là đẹp. Chờ thôi, chờ điện đỏ xanh thôi. Đó, như mình đậu đây thì mình sẽ thấy đèn đỏ đèn xanh nó nằm phía bên kia đường ha, chứ không có nằm trên đầu mình ha. Nói so với Việt Nam mình thì Việt Nam mình nó bố trí cái đèn giao thông nó không có hợp lý tí nào. Mình đậu dưới đây thì mình không thể nào mình nhìn trước mình biết đèn xanh đèn đỏ ha. Đó, nhưng mà đậu phía này mình nhìn phía bên kia là mình biết đèn xanh đèn đỏ ha. Lớ một cũng đang này, sắp tới đèn xanh đèn đỏ phía trước là tới à. Em ơi mùa thu tàn úa, nhiều đường bao lâu đừng đi cười bừa, cố yêu anh xa em rồi. Em ơi, thời gian cần
rồi tới cây xăng thì mình vô ha. Vô thì mình trước tiên á, thì mình nhắm chiếc xe mình á, cái nắp bình xăng nó nằm hướng bên nào thì mình đổ xe cho nó hợp lý ha. Thì xe mình thì nó nằm bên tay trái luôn thì mình đổ bên tay trái ha. Đó, để tới chút xíu rồi giờ xuống đổ xăng thấy ha. Rồi thì hiện tại mình đang đổ cây xăng ha, thì sẽ quay cho mọi người, hướng dẫn mọi người đổ xăng như thế nào. Bây giờ mình lấy đổ xăng thì nó có hai cách. Đầu tiên thì tiền mặt và tiền thẻ ha. Mình sẽ đổ bằng thẻ ha, thẻ tín dụng. Còn tiền mặt thì mình phải đi vô cây xăng kia và mình nói là bao nhiêu tiền đó, cho cây xăng nào, cây xăng nó có số number ha. Rút tiền mình xuống ha. Rồi mình mở xe ra. Thì mỗi xe nó có cái nút mở xăng cho mình, thì mở cái để nó mở cái nút đổ xăng ra ha. Đó thì nó hỏi mình ha, thì mình trả bằng thẻ tín dụng ha. Trả bằng thẻ tín dụng, chọn thẻ tín dụng. Insert card thì mình nhìn cái hình đó, mình insert card vô ha. Có cái hình này hướng dẫn mình nè. Đó, mình giờ mình đút cái card thẻ mình vô ha. Mình lấy ra. Gì kỳ vậy? Pay credit card nè. Nhập thẻ vô nè. Đó. Giờ biểu lấy thẻ mình ra nè. Rồi nó sẽ hỏi là debit hay là credit ha, hỏi có phải là debit không. Mình không phải là debit nhưng mình no ha. Rồi hỏi thẻ VIP của thì chợ Fry thì mình no luôn. Đó, bắt đầu nó sẽ hỏi mình năm số digital zip code. Zip code là zip code cái chỗ mình ở nha. Mình thì cái chỗ mình ở nha, bắt đầu nó sẽ báo là mình remove nozzle and select. Mình sẽ chọn xăng 87 ha, và mình tháo cái tay cầm ra hay mình đổ xăng ha. Đó, đút vô vậy nè ha, đút vô vậy, bắt đầu mình bấm cái này lên nè, bấm cái cây này lên đó, nó xăng nó đổ, và mình gạt cái này xuống để mình thả tay cho nó tự động nó đổ ha. Bấm lại. Đó. Nó bắt đầu bây giờ là nó quảng cáo thôi. Bắt đầu nó quảng cáo mà mình sẽ thấy xăng nó chạy ha. Bao nhiêu tiền nó sẽ báo trên mình. Mình đổ xăng 87 thôi. Bên này giờ nó quảng cáo nữa. Circle K nó quảng cáo. Mấy chỗ này nó có quảng cáo hết á. Đổ thì chắc khoảng xe mình xăng bây giờ là 2.4 thì mình đổ chắc khoảng 30, không tới 30 nữa. Vừa đổ xăng vừa quảng cáo, bây giờ nó kết hợp marketing dữ dằn lắm, giữa quảng cáo với mấy cái xăng đó. Thì nếu mà mua tiền mặt thì vô trong kia. Do trong đó mình cây xăng mình thì nó có số number ha, mình để ý ha, số number bao nhiêu đó. Ví dụ mỗi cây xăng nó có số number này, mình nhìn mọi người thấy ha, bên hông kia là 8 nè, 7 nè, kia là 34 nè, bên đây là 11, 12 nè. Không biết chói nắng mọi người có thấy không nha. Đó. Còn cái mình là 9, 10 đúng không, 9, 10 nè, thấy không, 9 là number đó, mấy cái number đó 30 đồng rồi, 27 đồng, 28 đồng. 28 đồng, xong. Bây giờ là mình lấy ra ha, mình lắc cho nó khô. Đó. Gắn lên lại. Bỏ lên nó trên này ha. Rồi mình đóng đây lại nha, nhớ nha, chứ không nhiều người quên á. Rồi mình lấy receipt nha, hỏi có lấy receipt không lấy. Rồi thế là xong đó. Đó thì đổ xăng nó đơn giản vậy thôi, không có khó gì hết đó. Quan trọng là mọi người hiểu được những cái từ mà đúng là khó khăn đối với những người mới chưa hiểu được cái từ tiếng Anh thôi ha. Bây giờ đổ xăng rồi, bây giờ mình xong rồi đó, thì mình giờ phải đi về thôi ha. Ok, thì hy vọng video thì mọi người thấy hữu ích nha. Bye bye.
Và nhớ share video giúp mình ha. Mình nói thật là cái video này nhiều người không biết đổ xăng lắm á, nên nhờ mọi người share giúp mình nha. Rồi cảm ơn mọi người đã một lần nữa ủng hộ cái channel Tiểu Bang Arizona ha. Bye bye.